thiệu về quạt làm mát Daikyo DK800A. Đây là cuốn sách hướng dụng sử dụng. Đó. Remote. Remote cũng có cool này, chức năng làm mát này. Thì là chế độ xương này, hẹn giờ này, chế độ quay này, lock lock không khí này. Mỗi đen tăng nhiệt độ, giảm nhiệt độ này, nút nguồn này, bật mở này. Đây. Mô đen này là bảo hành mô tô 2 năm nha. Bảo hành motor đấy. Tổng quan phía trước. Quạt này nhỏ lắm. Bốn bánh xe phía sau. Chỗ chuyên nước làm mát hay mở vô đóng ra được. Đổ nước vào đây. Đến phía sau. Hướng dẫn sử dụng. Đo mực nước min max quạt bên trong nó nhỏ thôi, từng đây thôi, nhỏ từng đây thôi. Đây nó có 4 kính, có phía trên này nó minh họa mà. Mở lên đi coi on này, nó có hướng dẫn đấy on này. Bật cái đồ nước này. Có chế độ gió à. Cấp độ 1, số 2, số 3, số 1 là cấp độ mình của gió đấy. Cái kênh quạt quay. Đấy, đấy. Chế độ đảo chiều ấy. Còn cảnh này mình phải điều khiển bằng tay. Cái này cũng có công tắc nha, cái điều khiển bằng tay. Tiếp tục hành thời gian. À, cái này nó có báo nhiệt độ này, nó có đo nhiệt độ hiện tại, nhiệt độ giỏ, nhiệt độ ở đây là 29 độ này. Còn cái hành giờ, hành được 24 giờ này. Đây, 1 giờ, 0 giờ này. 1 giờ, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng. Đó, chế độ giờ. Cái này là mức gió, chế độ quạt, ví dụ bê đê bình thường này. Gió tự nhiên này. Chế độ ngủ này. Chế độ bình thường này này. Đây là chế độ, hôm nay là chế độ phun, nó cái quạt này nó có hay, nó có chế độ phun hơi nước. Đây, so với mình có phun hơi nước. Thì mình có hai chức năng, một là chế độ lần. Chế độ làm mát bằng hơi nước này, nước này. Rồi là chế độ phun sương. Nhưng tuy theo cảm nhận của mình thì hai này nó như nhau à, chứ nó có gọi là phân
biệt sự khác biệt khi mình đưa tay ra thì phân biệt khác biệt. Đấy, cái này là lọc ion này, làm mát không khí đấy. Và đặc điểm giờ quạt này là tiếng ồn nó hơi to so với các dòng quạt khác, nên buổi tối mà ngủ, mà buổi đêm mà ngủ nó hơi ồn, hơi khó ngủ tí. Đối với những người nào mà thích yên tĩnh thì mình khuyên không nên mua quạt Daiko 85A này, vì tiếng nó ồn nó to lắm. Này bạn để gần nó nghe to này, nhất là buổi ngày đỡ, về buổi đêm bạn nghe tiếng to thì hỏi. Đây cụ thể kích thước máy. Đấy. Nước xuống hay nước chảy. Bơm ạ.